cơ già. Hôm nay tôi đã được một trận đấu giữa cánh địa giữa anh bạn Giáo Liên và anh bạn Cô Lê đó hả? Vâng. Tỷ số bây giờ đó là 1-0 nghiêng về anh bạn Giáo Liên. Ê, tôi đang thua. Ừ. Anh bạn Giáo Liên thua. Anh bạn Giáo Liên đang thua với tỷ số 1-0. Đây là hai cầu thủ đánh phán kích của chúng ta. Vâng. Anh bạn Quân Lê đã đánh vật cú đó này. 3-0. Có vẻ như anh bạn bốn câu anh bạn tiến lên, anh bạn tiến rất là thôi. Đây, anh bạn này đã bị loại khỏi vòng gửi xe nhá. Ây da, vịnh đài này thật là kém quá, có đấy chứ à? Vâng, tỷ số kết thúc với chung cuộc là 5-1 đến từ vị trí của anh Quân Lê. Và anh ấy sẽ bước vào vòng chung kết. Anh ấy sẽ bước vào vòng chung kết. Anh bạn lại quay mắt. Ai ai ổ quá chạy không cái củi á tăng tăng vậy rồi rồi cho một tí ăn tiền mua nhá. Ok, hai bạn quay rồi. Anh còn cảm nghĩ gì về sau khi giành chiến thắng 3-0 được anh Mạnh Đình Thuận? Từ đây thì game cũng không có khổ, mà cũng không phải chê. Vâng. Đúng là game là chê mà tôi làm cần khó lên thôi. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn anh Mạnh, anh Quân Lê. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với trận chung kết. Let's go. Hey, bạn quay. Mà cay quá anh em ơi. Dạ. Một nhóm. Đều căng. Ta còn bông tay hạt bạc. Bạc. Thời gian cứ động mạnh. Thời gian thế ảo lắm. Lên đạn đỏ, mấy quả sạc cho sạc lắm. Em bảo đại con Lê thủ rõ. Nhưng mà tốt nhờ. Thế đấy. Đại cái kêu dẻo ra khỏi chứ. Bảo luôn. Lật kèo em ạ. Rồi cãi. Cóc. Cái tiền nổi rồi. Hai chú 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 rồi.
đây. OK, bây giờ trận tranh thắng bão giữa Kiên Trung và Ngọc Tiến. Bình lên. Các bạn có chấp nhận gì? Tôi thấy đối thủ của tôi khả năng đó nữa, tôi sẽ chấp là đối thủ một ván đâu. OK, thì Kiên Trung. Các bạn thấy gì khi mà đối thủ xin vui? OK, bắt đầu. Nhân nhân không bỏ cái gì vậy? Nhân nhân được đảo ý kiến á. Bỏ rồi đó. Cái bỏ đấy má. Nó đang đèo. Nói ho ấy. Thế là đảm lên cái nhiều hơn này. Cái này là mình đầu tiên là hắn cái đêm đấy mà. Lúc đầu được nhiều hơn. Ừ. Có con 58 đấy. Kê đánh thứ ba luôn đấy. Với chiếc chuẩn sắc như rau lệ thì anh Ngọc Tiến đang chiếm ưu thế. Bây giờ anh Ngọc Tiến đã thua. Anh Ngọc Tiến đã thua. Bây giờ là tấn công của Ngọc Tiến. Tiền đạo của Ngọc Tiến đã chiến đấu, anh dùng hết mình và bây giờ anh Kiên Trung bảo vệ sân nhà. Bây giờ là tích tắc, đường chuyền nguy hiểm. Có vào không? Không vào. Đấy, không vào. Bây giờ là đường chuyền sắc lệ như rau cạo. Anh kia đang liên tục phản ứng tiếp tục. Tích tắc. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Phòng thủ. An sẽ chiến thắng ơi. An sẽ chiến thắng. An